Vào sáng ngày 10 tháng 8 năm 2022, truyền thông Nhật Bản đã thông báo rằng cựu thành viên AKB48 Oshima Yuko hiện đã mang thai đứa con đầu lòng. Trước đó, Yuko đã kết hôn với nam diễn viên Hayashi Kento vào mùa hè năm ngoái. Hiện tại cô ấy đã bước vào giai đoạn thai kỳ ổn định và dự kiến sẽ hạ sinh vào mùa đông năm nay.